Chào cả nhà, đây là cây cỏ máu hàng khô già bên shop. Cỏ máu là một loại thức uống từ thiên nhiên rất là tốt cho sức khỏe. Nó tốt hơn cả thuốc sắt cả nhà. Cây cỏ máu hỗ trợ tăng cân, rất là tốt cho những người hay bị gầy gò này, săn sao, những người mà khó lên cân, những trẻ em này lười biếng ăn này, những người mà hay bị thiếu máu lên não dẫn đến hoa mắt, chóng mặt, người bị huyết áp thấp, đặc biệt rất là tốt cho những người đang muốn lên cân, gầy gò, săn sao và những người mà bị huyết áp thấp cả nhà nhé. Ngoài ra thì nó còn hỗ trợ về đau nhức xương khớp. Những người lớn tuổi á, thường mình có cái biểu hiện như là đau nhức mệt mỏi này, ngủ không sâu giấc này, ăn không ngon thì mình cũng có thể sử dụng cây cỏ máu để làm thức uống. Cây cỏ máu còn rất là tốt cho những người phụ nữ sau sinh thường hay bị thiếu máu này hoặc là thiếu sữa cho con bú. Ngoài ra thì nó còn chống rụng tóc. Uống cây cỏ máu rất là tốt cho phụ nữ sau sinh, người bị kém ăn này, mất ngủ, thiếu máu não hoặc là người bị gầy gò, săn sao, muốn tăng cân. Ngoài ra thì nó còn tăng cường sinh lý nên là rất là tốt cho sức khỏe cả nhà nhé. Những người hay bị đau nhức xương khớp, người lớn tuổi, ăn không ngon, ngủ không sâu thì mình cũng có thể sử dụng cực kỳ tốt luôn. Về cách dùng thì một ngày mình sử dụng một lượng là 50g, rơi vào khoảng 3 đến 4 lát to, còn lát nhỏ thì tầm 5 lát cả nhà nhé. Mình rửa sạch, đun với lại 1 lít rưỡi nước, đun sôi để nhỏ niêu riu 15 đến 20 phút là nước của nó sẽ ra hết chất và mình có thể để nguội uống trong ngày, uống thay nước lọc được cả nhà nhé. Hiện tại thì bên shop mình đang cung cấp cây cỏ máu dạng khô và già như video mình đang quay, hàng chất lượng. Nên là cả nhà có nhu cầu muốn mua thì hãy liên hệ trực tiếp với shop qua số điện thoại mình để ở bên trên nha. Video của mình đến đây là hết rồi. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye!